Kính bạch sư, sư vui lòng cho hỏi, con đã cúng dường tứ sự và đặt bát cúng dường đến chư tăng ở các chùa trong hơn vài năm qua. Nay kinh tế gia đình con khó khăn, con có nên tiếp tục cúng dường đến chư tăng ở các chùa? Xin thưa với quý vị á, cái chuyện đầu tiên sư muốn hỏi là khi mà chúng ta làm kinh tế á, thì cái thu nhập của chúng ta nó có hoàn toàn trong sạch hay không? Có lẽ nó hơi nhạy cảm, tuy nhiên do sư không biết quý vị là ai mà khi quý vị hỏi như vậy thì tự quý vị sẽ trả lời trong bụng thôi, không cần phải trả lời với sư. Thứ nhất là xem coi là cái kiếm sống của mình á, nó có trong sạch hay không, nó có xen lẫn các ác nghiệp hay không. Bởi vì sư đã gặp nhiều trường hợp là cái việc kiếm sống á, nó có xen lẫn các ác nghiệp, và khi ác nghiệp trổ thì nó giống như căn bệnh ung thư và nó sẽ di căn ăn sạch toàn bộ tài sản của mình. Nhiều người rất là giàu, họ giàu lắm, nhưng mà khi mà cái quả ác nghiệp nó trổ á, thì họ mất sạch tài sản, trên con đường mất sạch tài sản, hoặc thậm chí có thể đối diện cái cảnh nợ nần tù tội. Do đâu? Do họ làm ăn sinh nhai á, nó không có trong sạch. Cái thứ hai là mình xem coi đời sống cư sĩ tại gia của mình có giữ giới hay là không, hay là mình phá giới, mình không có giữ giới. Thì khi ác nghiệp nó trổ thì nó cũng sẽ ăn mòn toàn bộ tài sản của mình và nó làm cho mình đối diện các khó khăn. Cho nên cái việc đầu tiên, sư có thói quen là khi mình gặp bất kỳ một cái chướng duyên trở ngại nghịch cảnh gì, sư đều tự hỏi mình là mình có làm ác nghiệp gì tương tự hay là không. Đây là cái mà sư mong mỏi quý vị nên tập cho mình có thói quen đó, thì như vậy mình sẽ bớt cái chuyện mà mình trách người khác. Ví dụ như nếu như mà sư bị mất mát tài sản thì sư sẽ suy tư là mình có phạm tội trộm cắp hay là không. Rồi nếu như mà sư bị bệnh thì sư sẽ suy tư là mình có phạm cái tội là làm chúng sanh khác đau khổ hay là không. Nếu như sư bị tai nạn, sư cũng sẽ suy tư mình có phạm cái lỗi là mình làm cho chúng sanh khác bị đau khổ hay là không. Ví dụ như vậy. Cho nên á, là đây là một cái thói quen mà chúng ta cần có để tránh thái độ đổ thừa nha. Thì ở đây nó có hai trường hợp xảy ra. Nếu như mà quý vị là hoàn toàn trong sạch như trường hợp ông cấp cô độc, tức là sao? Việc kiếm sống sinh nhai là hoàn toàn trong sạch, không có ác nghiệp xen lẫn. Cái thứ hai là đời sống cư sĩ tại gia, năm giới trong sạch như pha lê, như vỏ ốc, không có bất kỳ một cái ác nghiệp nào xen lẫn. Thì trong trường hợp đó vẫn nên tiếp tục bố thí cúng dường. Bởi vì sao? Bởi vì ông cấp cô độc á, có một giai đoạn là ông bị nghèo, ông nghèo đến cái mức độ là ông chỉ có thể đem cái món cháo chua đem đến chùa thôi. Bởi vì ông không còn tiền nữa, nhưng mà ông vẫn tiếp tục duy trì sự bố thí. Câu chuyện thì rất là dài. Nhưng mà do cái đức hạnh của ông á, cho nên là vua trời đế thích gợi ý cho một cái vị tiên nữ là phải đi gom tài sản về cho ông cấp cô độc. Tại vì ông thì ông hiền lắm, cái kiểu người ta mượn nợ mà người ta khó khăn ấy, thì ông cũng không có đòi. Mà chính bởi vì như vậy cho nên là ông thiếu tiền. Thì cái vị tiên nữ này mới hóa hiện như thế nào đó để đi đòi nợ giùm.
Đó, rồi đi tìm những cái khối tài sản mà bị lạc mất, rồi đi tìm những khối tài sản vô chủ đem đổ đầy vô trong kho ông cấp cổ độc ấy. Cho nên nếu như mà mình sống lương thiện hoàn toàn trong sạch từ kế sinh nhai cho đến đời sống thì mình nên tiếp tục bố thí, bởi vì cái lòng thiện của mình sẽ đánh động đến chư thiên và chư thiên họ bắt buộc họ phải giúp mình. À, họ không giúp là không được, họ bắt buộc họ phải giúp. Cái thứ hai là nếu như cái việc làm ăn của mình á nó ô nhiễm, nó có phạm giới ở trong đó. Cái thứ hai là cái đời sống cư sĩ tại gia của mình nó có phạm giới, đặc biệt là cái giới lấy của không cho. Thì trong trường hợp như thế, ác nghiệp đã bắt đầu trổ và sư nói nó giống như ngôi nhà đang cháy, thì mình quơ cái thứ tài sản nào mình quơ ra ngoài được là mình quơ ngay. Chứ mình khi đó mình không thể nào mà mình giữ tài sản ở trong ngôi nhà đang cháy. Hoặc là sư nói vui là mình phải lo mình phi tang nha, mình phải lo mình gọi là mình tẩu tán tài sản. Tức là gì? Tài sản nếu như mình giữ lại thì nó cũng sẽ mất sạch do ác nghiệp của mình trổ. Thì tranh thủ những thứ tài sản đó trong khi nó chưa kịp mất thì mình lo mình chôn của để dành. Bởi vì á, trong kinh của cải để dành ấy, thì thứ tài sản mình làm phước là thứ tài sản không ai có thể cướp đi được. Ừ. Tại vì như thế này nè, có nhiều người nói với sư họ mất cả 100 triệu, mà có người họ mất mấy trăm triệu, có người họ mất cả mười mấy tỷ nha, họ mất tiền á, họ kể với sư thì nói nó hơi kỳ, chứ trong bụng sư nói là phải chi mà cái tiền đó quý vị đi lo, quý vị làm phước á, thì bây giờ nó đâu có mất. Tại vì tiền mình để trong ngân hàng nó mới mất, chứ tiền mình đi làm phước là nó không mất. Nhưng mà mình thì mình đâu biết được là mình mất của lúc nào, cho nên người ta cứ tiền giữ trong ngân hàng thì họ yên chí nhưng chưa chắc. Cho nên khi mà tài sản nó bắt đầu nó do ác nghiệp mà nó mất đi thì mình phải lo mình tẩu tán càng sớm càng tốt. Cho nên sư có nói vui với Đại Đức Tuệ Tương cũng như nói vui với một vài cư sĩ, khi khó khăn lẽ ra người ta lo tẩu tán tài sản bằng cách lo làm phước, lo chôn của để dành, nhưng không, nhiều người khi khó khăn việc đầu tiên họ lựa chọn lại ngưng làm phước, thì đó là một quyết định sai lầm. Không biết ý kiến của Đại Đức Tuệ Tường về vấn đề này như thế nào? À, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, khi mà sư đọc câu hỏi này quý vị thì sư thấy một điều á, là thật sự nếu nói đúng thưa quý vị, nói đúng á, là cái việc mà cúng dường đến chư tăng ở chùa trong vài năm qua và cái việc mà nay kinh tế gia đình của cái vị này nè bị suy sụp nè, thực sự nếu nếu mà suy xét về khía cạnh Phật pháp nha, thực sự hai vấn đề này không liên quan thưa quý vị. Tại sao không liên quan? Tại vì á, nếu quý vị là người đi chùa thì quý vị có thọ trì ngũ giới, quý vị có khi mà quý vị thọ trì ngũ giới xong á, quý vị có nhớ chư tăng hay đọc cái câu là các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Thì cách đây mấy năm trước á, lúc mà sư còn sa di á, có cái vị đó hỏi dạ sư con thấy lạ lạ, tại sao mà giữ giới á, lại cái việc giữ giới á, lại làm giàu sang đủ tài vật. Xin thưa quý vị, cái nhân mà quý vị giữ giới á, cái nhân quý vị làm nha, sư đang đây đây sư đang sẽ nói về nhân quả chứ sư không nói trong hiện tại quý vị nha, sư nói về nhân quả. Cái nhân á, chính vì cái nhân giữ giới đó cho nên là cái khiến cho cái quả trong tương lai nó trổ á,
là nó sẽ bảo tồn được tài sản quý vị, nó tránh được tài sản quý vị mất mát qua năm đường. Đó là gì? Đó là bị nước lụt, à, rồi bị hỏa hoạn, rồi bị trộm cướp, à, bị ăn cướp đó, rồi bị vua quan. Cái này nói giống như là những người mà những cái người mà chỉ vì quốc độ đó, hay là gọi là mình vướng vòng lao lý, mà giống như Đức Hành Tại có nói là mình vướng vòng lao lý, bị bỏ tù đó. Và thứ thứ năm là mình tài sản mình bị thất thoát qua cái con đường là có nghịch tử, mình sao mình có một cái đứa nghịch tử nó phá sản. Tại sao đại sư lại nói vấn đề này? Xin thưa quý vị, nếu mà nói về cái sự mất mát á, quý vị lên Google, quý vị gõ vô trường niệm sư đại gia trầm bê cúng dường, thì trên đây nó có các từ khóa nè, à, đại gia ăn chay cúng làm chùa cúng dường ngàn tỷ nè, đại gia trầm bê bỏ 600.000 đô la đó xây ngôi chùa thứ chín nè, đó rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà ông trầm bê này ổng là người vướng vướng một lao lý, thưa quý vị. Vậy nếu bây giờ suy xét ra, không lẽ bây giờ cái việc ông cúng dường như chùa như vậy á, cái nhân cúng dường chùa như vậy á, là khiến cho quả hiện tại, khiến cho bản thân ổng vướng vòng lao lý, mà gia tộc ổng cũng bị suy sụp phần nào. Không lẽ là mình hiểu như vậy, mình hiểu như vậy là tà kiến, thưa vị. Thứ nhất là tà kiến, thứ hai cái niềm tin mình quá yếu, cái niềm tin mình pháp mình quá còn mơ hồ, mình chưa có cái niềm tin mà đúng đắn về Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, và mình thật sự chưa hiểu lời Phật dạy. Thật sự nói ra thì sư cũng cố gắng sư nói làm sao cho nó mềm mỏng nhất, mà thật sự nói ra rất là có vẻ nghe nghe có vẻ nó đau lòng lắm, nhưng mà bắt buộc thì phải nói chứ sao vậy, chứ sao quý vị. Đó, thật sự hai cái việc này không quan tâm. Tại tại sao quý vị lại không nghĩ, không có dùng cái trí tuệ mình suy xét á? Tại vì nói mình đi chùa, mình thân cận chư tăng nhiều, sao mình không nghĩ là à, cái nhân mà mình làm cúng dường của cho chư tăng ngày hôm nay nè, nếu mà may mắn, sư nói rồi, nếu mà may mắn á, may mắn lắm nha, thì cái những cái mà cái thiện nghiệp của mình á, ngay trong quá khứ nó làm nhiều á, nó sẽ đủ kích hoạt, à, nó sẽ đủ kích hoạt, nó làm giảm tình tiết, à, nó giảm tình tiết, thay vì kinh tế mình, gia đình mình chỉ làm ở mức khó khăn thôi, à, tại vì chính vì cái thiện nghiệp mình làm trong trong hiện tại nè, nó chỉ nằm ở mức là kinh tế mình, gia đình mình suy sụp thôi. Nhưng mà mình lại không nghĩ, nếu mà trong kiếp này nè mình không cúng dường chư tăng, à, mình không cúng dường chư tăng, thì những cái quả này nè, nó chỗ nó sẽ lấy luôn tính mạng của bản thân mình và gia đình mình. Sao mình không nghĩ vấn đề đó, thưa vị? Chứ nói vấn đề là về Phật pháp, thưa vị, chứ không phải là nói kiểu mà giống như là đem tư kiến sư ra đâu nha. Tại vì sao? Tại vì ngay trong rõ ràng á, là các nhà các luận sư á, những ngày cũng có phân tích, có nghĩa là nghiệp á, nghiệp thiện á, nếu việc thường xuyên làm á, thì phần nào nó chấn áp được những cái quả bất thiện mà sư nhắc hoài đó. Thí dụ bây giờ nhưng trong kiếp này mình có đi, mình có hộ trì tam bảo, mình có đi chùa, mình có làm phước đó, mình trì giới, mình hành thiền, thì hôm đó đó mình đi đến chùa, nhưng mà mình bị quẹt xe, mình bị chạy tay chân đi. Nhưng mà mình phải hiểu đó là cái do cái năng lực mình làm trong cái thiện nghiệp đó, mình làm thường xuyên trong hiện tại này, cho nên cái quả nó chỗ nó giảm tình tiết đi, nó làm cho mình bị chè tay thôi. Nhưng mà nếu nó đúng tình tiết nghe, cái quả nó chỗ nó khiến cho mình đó, đôi khi mình phải bị gãy tay gãy chân, mình nằm viện cả nửa năm nó như vậy. Quý vị phải hiểu, chính vì cái niềm tin quý vị yếu quá, rồi cái kiến thức Phật pháp căn bản quý vị nó yếu, cho nên là quý vị đang hiểu sai cái vấn đề mà đặt bát cúng dường chùa nè, rồi quý vị lại đâm ra cái bi quan là có nên tiếp tục cúng dường không. Thực sự hai vấn đề nó không liên quan, đúng không? Cách đây vài ngày thì có một cái vị sư đệ của sư, ông gửi cho sư một cái đoạn này trong quyển Ngạn Pháp, sư đọc loáng thoáng là rất là hay, nhưng mà sư lại thấy cái sự trùng hợp nha, không biết sao lại nó trùng hợp với câu hỏi này. Thì sư xin chia sẻ cái đoạn này về để cho bản thân quý vị nha, sẽ tự trả lời. Bản thân sư Hạnh Tuệ và sư đây đã cung cấp những cái lời Phật dạy để cho quý vị hiểu rõ, để củng cố niềm tin thêm, quý vị có cái chánh kiến đúng đắn. Còn quý vị, chính bản thân vị sẽ trả lời câu hỏi thôi. Thì trước khi kết thúc câu trả lời này nè, thì sư sẽ đọc cái đoạn mà sư cảm thấy rất là hay, rất là tâm đắc, mà trong quyển quyển sách Pháp Bố Thí của Ngài Hộ Pháp đó có nói như vậy: những hạng phàm nhân sinh ra trong đời này vốn có đầy đủ 12 bất thiện tâm, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, 108 loại tham ái, 1.500 loại phiền não. Họ không có duyên lành gặp được bậc thiện chí, không được lắng nghe học hỏi chánh pháp của bậc thiện chí.
nên không hiểu biết thế nào là thiện pháp, ác pháp, phước tội, chánh tà, vân vân. Nên không có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Những hạng phàm nhân nào vốn có tâm mê cố hữu, thêm vào tâm keo kiệt bỏng sẻn trong của cải, trong sự hiểu biết của mình, nếu không muốn đem ban bố cho người khác, chúng sinh khác, đó là nguyên nhân không bố thí được. Những người tham á, thì thường nghĩ rằng cho hết lấy gì để dùng. Còn bậc trí á, thì thường dạy là dùng hết thì lấy gì để mà bố thí nữa. Mà không làm phước bố thí thì do đâu sanh được nhiều của cải, cũng như có bao nhiêu hạt giống ăn hết thì mong gì sanh được nhiều quả khác. Cho nên trước khi kết thúc câu trả lời này á, mặc dù á, sư nói như vậy cho quý vị đôi khi nghe hơi khó nghe thôi, nhưng mà sư vẫn có lời khuyên, là lời khuyên rất chân thành nha, là quý vị nên củng cố cái niềm tin về tam bảo của mình cho đúng đắn, và nên có cái kiến thức về Phật pháp căn bản, đặc biệt kiến thức về nghiệp quả của nghiệp cho nó vững hơn, đúng không? Cái thứ hai là mình biết rằng nếu quý vị có tư duy, quý vị có thật sự có nghe lời quý sư, thì quý vị phải tư duy rằng cái việc mà mình cái của cải mình thất bại nè, như trong hiện tại nè, mặc dù mình làm phước rất là nhiều, nhưng mà nó bị thất thoát như vậy nè, là do trong cái nhân quá khứ mình đã không trì giới, cho nên nó bị thất thoát qua các đường, năm cái đường mà Đức Phật nói đó. Mình biết điều đó, cho nên kiếp này mình phải lại phải càng vun bồi cái giới mạnh thêm nữa, và đặc biệt cộng thêm cái phước vật với phước trí thêm nữa, để là để mình tránh đi những cái mà tà kiến, những cái hiểu sai lầm về việc mà cúng dường, mình cúng dường cho chùa tại sao mình lại thất bại này, nhưng mà mình lại không nghĩ nhờ cúng dường cho chùa, đúng không? Cho nên mình bị mất mát tài sản là mình không mất mát đến tính mạng của mình đó, nhờ cái thiện nghiệp như vậy đó. Cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã mở thêm một vấn đề nữa trong cái chuyện bố thí. Sư có một cái ví dụ như thế này nè, để cho quý vị dễ hiểu. Giả sử như chúng ta sống ở một cái xứ mà nó tham nhũng đầy như là xứ Trung Quốc, hoặc là một cái xứ nào đó đi nha. Thì giả sử như mình bị tòa đó kêu án, cái án của mình á, là 12, 20 chung thân tử hình. Tức là nó có 3 mức. Nếu như mà tính năm á, là 12 cho tới 20 năm. Mà nếu như mà nó tính mà khỏi tính năm á, là chung thân cho tới tử hình. Mình dính vô cái tội nó rất là nặng nha, 12, 20 chung thân tử hình. Bây giờ cái ông mà chánh án đó, mình biết là bây giờ nếu như mà mình đút lót cho ổng á, là mình sẽ chưa nói ở một cái xứ khác nha, mình đút lót cho ổng á, là mình sẽ được giảm nhẹ tội. Thí dụ như 12 20 chung thân tử hình, mình có thể giảm xuống ở cái mức thấp nhất là 12 năm, chứ còn nặng nhất là tử hình rồi, nhưng mà mình có thể lo lót để mình đi xuống 12 năm, hoặc là mình lo lót để giảm kịch khung luôn là giảm xuống 10 năm. Thì quý vị có chấp nhận mất tiền để lo không? Mặc dù mình đảm bảo là cái chuyện mà mình mất tiền đó là tiền một đi không trở lại, và mình sẽ có khi mình phải mượn nợ, mình chạy đầu này chạy đầu kia mượn nợ, để thậm chí mình phải bán nhà để mà mình lo đó, thì mình có lo hay là không? Cái câu hỏi đó tự mình trả lời ha. Thì mà suy nghĩ đa phần người ta lo được, người ta cứ lo, chứ khi đó không phải là lúc mình tiếc tiền. Khi mình đối diện với án rồi là không có ai tiếc tiền hết trơn, trời, chỉ có điều là lo được hay không lo được thôi. Thì đó là ở một cái xứ mà người ta gọi là cái gì ta, tham nhũng, ở một cái xứ tham nhũng không phải đất Việt Nam của mình. Thì mình đã có khuynh hướng như vậy, huống chi là cái việc mà tội phước. Xin thưa đó, như Đại Đức Tuệ Tường nói, cái thiện nghiệp đó, nó có tác dụng nâng đỡ mình, và đặc biệt là nâng đỡ trước các ác nghiệp. Thí dụ như cái tội đó lẽ ra mình là 12, 20 chung thân tử hình đó, nhưng mà nhờ thiện nghiệp nó nâng, cái này mình không cần phải đi hối lộ ai. Tại vì hối lộ bản thân nó là ác ác pháp,
nha. Sư nói để cho quý vị rõ là để mất công nói ông sư Hạnh Tuệ ông ủng hộ cái chuyện đó, hối lộ là ác pháp nhưng mình làm thiện nó lại là thiện pháp, cái phước đó nó nâng đỡ mình. Thay vì mình cái án là 12 20 chung thân tử hình, nó có thể giảm xuống kịch khung là giảm xuống 10 năm chăng, thì quý vị có lo làm phước hay không? Sư nói ví dụ nha, mình biết mình chuẩn bị là nhận một cái ác nghiệp là một căn bệnh ung thư. Ung thư nhưng mà cái ung thư này á, là mình sống được chừng 4 năm, từ khi nó chỗ cho tới khi mình chết là 4 năm. Mà nếu như mình cắt một nửa tài sản mình đi bố thí thì cái ung thư của mình á, là từ khi nó phát cho tới khi nó mất là 10 năm. Còn nếu như mình cắt toàn bộ tài sản của mình để mình đi bố thí thì mình cái ung thư của mình á, thay vì 4 năm thì nó thay vì 10 năm thì nó có thể nó lên cho tới 15 năm. Còn nếu như mà mình bỏ luôn toàn bộ tài sản mình đi bố thí, sau đó mình chui vô chùa, mình ở luôn trong chùa, mình đi làm công quả, mình đi xuất gia luôn, thì cái ung thư đó nó sẽ không xuất hiện, mà nó chờ tới chừng nào mà mình đi ra khỏi chùa là nó sẽ bị ung thư. Thì quý vị có bỏ luôn cả cuộc đời của mình ở chùa đi tu hay là không, hay là mình nghĩ thôi tiền của tôi để tôi ăn tôi xài cho nó sướng cho mắc mớ gì, bây giờ chọn đi, mình sẽ chọn cái gì ha? Giữ nguyên tài sản, ung thư chết 4 năm, mình mất một nửa tài sản cho việc bố thí, thì ung thư chết trong vòng 10 năm, mình mất toàn bộ tài sản để mình bố thí, ung thư chết trong vòng 15 năm mà mình trốn luôn trong chùa, thì căn bệnh ung thư nó ở ngoài cổng chùa, nó khỏi gặp mình luôn, thì quý vị sẽ lựa cái gì? Cho nên ý, Đức Thế Tôn có nói ở trong kinh Phật thuyết như vậy của Tiểu Bộ, đó là gì? Nếu như một chúng sanh hiểu được nghiệp và quả của nghiệp, cái quả báo của bố thí như là Như Lai hiểu, thì ngay cả miếng ăn cuối cùng họ cũng không nỡ ăn nếu như có chúng sanh đang cần tới nó. Chứ đừng có nói chỉ tới chuyện bây giờ mình khó khăn rồi mình có nên tiếp tục cúng chùa hay là không. Thì sư à dạ dạ xin mời Đại Đức tự từ. Dạ đừng nói đó. Dạ kính thưa Đức, kính thưa quý vị, tự nhiên cái câu này á, tại vì câu này á, sư cảm thấy cái vị này có lẽ bị nói chung là không thông cảm. Sư có nghĩa là sư phần nào sư hiểu được cái trạng thái tâm lý vị này. Cho nên là chính vì như vậy á, làm sao như nhớ đến một câu chuyện này và muốn nhắn gửi cho vị này thêm để cho mình có cái chánh kiến hơn về cái việc mà mình hành cái thiện nghiệp ha. Bây giờ như vậy nè. Đây là một câu chuyện á, đây là một câu chuyện gọi là tâm linh mà gọi có thiệt đó. Bây giờ quý vị nghĩ đi, quý vị nói quý vị đang hiểu, quý vị tạm thời đang hiểu là cái việc mà kinh tế quý vị gia đình, mặc dù quý vị làm phước thiệt nhưng mà kinh tế gia đình quý vị nè nó suy sụp nè, thì sẽ ví dụ nha, sẽ ví dụ một ngày nào đó đó, bỗng một ngày nào đó, tại cái sư ví dụ câu chuyện này, ví dụ cái điều này nó liên quan đến câu chuyện của thật. Một ngày nào đó đó có một cái người nào đó đó mới lại nói với vị là bởi vì phải than thân trách phận rồi, nó sao mới gọi làm ăn thoát thoát quá, bây giờ thiếu nợ lên tới vài tỷ vài chục tỷ luôn. Thì cái người mới nói, cái người này mới nói với vị, họ bây giờ đi qua Thái nè, con thầy này giỏi lắm, ông thầy này giỏi lắm, qua bển đi đó, đó ông làm phép chưa? Thì đúng là thật sự ông làm phép thưa quý vị về bị làm ăn một thời gian rất là tốt, nhưng mà rồi á một thời gian sau á, sức khỏe quý vị càng ngày đi xuống, rồi gia đình quý vị á, là càng ngày đi xuống luôn, đến một lúc mất mạng. Đây là một câu chuyện mà có thật thưa quý vị, một cái người mà họ đang trong cái tâm trạng mà giống như họ bị bấn loạn về mất mát về tài sản, mà lỡ may á, gặp ngay những cái tình huống như vậy á, họ rất dễ rơi vào tà kiến. Cho nên đó là tại sao, cho nên đó là sư đưa cái câu chuyện này ra để nhằm giống như là cảnh tỉnh, lỡ cái việc mà mất mát tài sản của mình đó là do trong cái nhân quá khứ mình đã không cái gieo tốt cái gọi là cái về phước đức đó, cho nên mình bị mất mát. Mà ngay trong kiếp này mình đã làm thiện là đã tốt rồi, nó đã duy trì mình
nghĩa là giảm tác hại của cái quả nghiệp nó như vậy là đỡ lắm rồi, cho nên phải hiểu. Chứ mình đừng cái vị đó đó mà lỡ may có ai mà nói mình là bây giờ nghe nghe như nghe tôi đi, cúng dường làm phép vậy đi là được giàu, thì quý vị phải cẩn thận. Cái thứ hai là sư muốn nhắn gửi quý vị nữa là bản thân mình đó, mình phải có cái câu có cái tư duy như vậy nè. Nếu bây giờ có cái vị thầy nó đứng ra đảm bảo 100% vị, nói là bây giờ kinh tế con đang sụp đúng không, bây giờ con cúng dường một chùa thêm cho sư khoảng 10 năm nữa đi là con trả được hết nợ, con giàu giàu luôn, con tài sản mấy chục tỷ luôn, thì quý vị có nghĩ là có ngưng cái việc bố thí không? Đó là cái hướng sự mở rộng ra để cho quý vị hiểu rõ hơn, để cho cái câu hỏi này nè là nó có cái lối thoát và nó tránh rơi vào mất đi cái niềm tin, mà niềm tin chân chánh và cái chánh kiến của quý vị. Trước khi kết thúc cái câu trả lời này á, thì sư muốn nhắn gửi cho quý vị là trong Thanh Tịnh Đạo á, thì có nói bảy cái dấu hiệu mà cái người á, có niềm tin nơi Tam Bảo, thì sư mong á, là ngay trong tương lai này, ngay trong hiện tại này và trong tương lai này á, quý vị hãy vun bồi bảy đức tính này đi, để mình có cái niềm tin nó chân chánh và đúng cái Tam Bảo, thì mình sẽ hiểu á, mình tránh đi những cái tà kiến và mình sẽ biết làm cái gì là nên làm, cái gì là đúng, và đúng như mình sống như đúng cái tinh thần mà một người cận sự nam cận sự nữ sống trong cái giáo pháp này, và giúp cho giáo pháp Thế Tôn đó được bền vững. Thì bảy dấu hiệu sao mà khi nhắn gửi vị vị nên nên bồi, đó là gì? Đây là dấu hiệu người có niềm tin Tam Bảo và hay biểu lộ như đặc tính như sau: thứ nhất, có tâm xả ly bố thí tài vật; thứ hai, mong mỏi được gặp thánh nhân; thứ ba, mong mỏi được nghe Phật pháp; thứ tư, thường có tâm hoan hỷ với việc thiện; thứ năm, ít khoe khoang về mình; thứ sáu, có sự chân thật không giả dối; thứ bảy, tịnh tính nơi đáng tịnh tính. Thì mong là quý vị buông bỏ được bảy điều này nè, thì khi có niềm tin, quý vị có niềm tin vững chắc trong nghiệp và công nghiệp rồi, có kiến thức căn bản thì rồi chính xác rồi, thì xin thưa những cái câu hỏi như vậy nè nó sẽ không bao giờ lập trong đầu quý vị đâu, quý vị sẽ sống được an lạc trong hiện tại, trong tương lai. Để xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.